bỏ hộp chứa lắm. Cô đá. Sao ba người có đồng nhau đồng mấy đồng à? Trời ơi, ta bay chứ cái đó đồng tôi biết sao cái đó cứ lộn hoài à. Cái đề mẹ đi rồi ăn cái gì xin rác. Xin rác trên ra chợ bờ nó bán 16 đồng thao. Không biết nữa, mà ở đó mình lựa được. Dạ, yeah, ở đâu? Ra chợ bờ. Thì ngoài chợ lẻ nó lại bán rẻ hơn đây, nhưng mà không biết bự nhỏ. Không bự đây. Anh nghĩ là không bự. Ở đây nó bự mà ngon. Ở mấy cái chỗ đó nó không có bự bằng. Nó không có bự bằng. Không đúng mà mấy mốt kia mình mua cái nó cũng bự đi nha. Gán uống đi, chị uống gán đi. Hết trơn rồi. Nữa hết nữa hả? Trời. Trời xạo. Có uống không hả? Có, uống hết trơn rồi. Em nói gì nói lại coi. Chị nói lại đi kìa. Quá cả. Trời. Gì nói gì vậy ta? Con thì sao? Con gì? Ê! Đâu có thấy à? Đơn giản thôi. Đơn giản giống như đơn giản. Ngày thứ bảy thôi. Ngày thứ bảy đơn sơ của tụi em. Đi ai xuống con. Chỉ là thế thôi. Tí ơi, xuống con ơi. Hello. Hello cả nhà. Hello. Ăn cua bữa nay đơn giản của tụi em chỉ có nhiêu đó thôi. Cua ăn cho đỡ ghiền. Sẽ quay về tình chỗ mà chuyện không cha nó lạnh luôn rồi nó lạnh luôn bọc cha từ từ con no ba bè nó ba rồi tuần sau ông đem hàng độc về nó chưa đủ lạnh gãy gan con gãy gan bây giờ đi đâu ăn gì nữa con nó gãy gan. Lấy đồ khôi ra đây luôn. Đây là đồ khôi. Cô bà ơi. Tì con mới đây con nhớt thì hết chân chai tí. Nửa chai rồi dám ăn quá uống gì đâu. Trời ơi canh chơi gài. Canh không ai đi. Canh không ai đi. Chín rồi. Cái này giấm hôm qua nè. Giấm hôm qua. Giấm cái mùi ba làm cái này giấm hôm qua nè. Ba làm.
Thôi ăn càng trước đi. Có nãy bỏ tương đen chưa? Bỏ tương đỏ vô hả? Tương đỏ vô đây nè. Cho hai lần. Có hũ ớt. Lấy ớt xay á, ớt xay chỗ cửa tủ lạnh á. Ớt xay vô cửa. Bỏ đâu á? Kìa, kìa, kìa. Tối nay mình ăn cua. Bỏ cái gì? Mình nắm nay mình ăn cho đã đi. Vậy là biết mỗi lần lại là ba mẹ chứ nói vậy. Mày đang kêu ống mì mì quá. Mày đang ngơi lớn. Thôi nào, nó thích nó cành nữa. Cua là mình làm nó vẫn ngon, cái sợi nó thơm. Nấu này đi cua ra là bể hết trơn. Vâng, thôi được. Cái này nó dính, nó chắc á, là nó chắc. Làm càng nhớ, cố gắng quên người, nhưng làm sao khi lòng càng nhớ tìm duyên tình.
2 8 con. 4 giờ 4. Nay ngồi mà vui sơn ven á. À, ông hiểu cái ngón này ông hiểu sao bị bầm hoài nha. Đúc qua. Dạ đẻ đúc cái ngón không hiểu. Thì ma chó cắn. Dạ nó đẹp rồi. Bữa nay em nói thiệt á, hai người mà không có bao giờ không có thưởng thụ được đâu, nó bảo đảm không lẽ gì. Táo là rồng ngủ mà. Dạ. Tối Vina. Em nói rồi, em nói tối nay bảo đảm nó kêu ba mẹ lên ngủ chung. Mà không lẽ đem xuống đây. Bớt phim thôi. Bớt phim thôi. Không qua. Đúng rồi, nắm từ từ rồi đạp. Tí tí muốn tới nay không ngủ với con không? Trời ơi, gật đầu lẹ luôn.
là món vô nè. Sau lưng được, tôi đã thấy được cái môi đây rồi. Ổn anh. Ổn bạn. Này cay em. Cái bà đứng dụ đùi rồi. Món này món anh thêm. Món giặt tôi cho ba cái múc cho ba cái chén một thứ có chén rồi đấy. Để lấy thêm nước mắm này. Có mấy quay mà nó đâu đỏ nè. Cái này á. Thôi cái cháu còn mốt cục sơn đó em. Còn mốt cục sơn đấy không? Lấy mốt cục sơn ra dặm lên hết. Mới đã cho bốn cục sơn đó, nó nằm xong là anh ăn mới đã. Thôi giờ cho anh khỏi, trước khi em no quá em ăn ăn mấy cái cái con trai thì họ phải đi bên để nói thôi vậy nghĩa này tôi đã cắt mọi người gì ba năm ta ủa có bắp vui hả? Ăn ngon sao? Ủa bắp gì đang vui vậy bố? Ủa bắp tím hả? Bắp tím hả? Ăn ngon hả? Hình như bắp heo quá nha. Dán đồng ơi, kem miếng ra. Không ăn ngươi vậy trời. Món đêm rồi mà. Hả? Nó chơi lại vậy luôn hả Tây? Cái gì ăn cay không?